Hello các bác nha. Em giới thiệu hai con máy hút bụi, một con hút bụi sáp đựng rác bằng hộp nhựa và một con hút bụi Mitsubishi đựng rác bằng túi giấy các bác nhé. Tất cả hàng nhà em bán thì đều sử dụng điện 100V, hàng Nhật nội địa các bác nhé. Về ưu điểm thì cái loại đựng rác bằng hộp nhựa thì các bác sẽ không phải tốn tiền, các bác mua cái túi giấy về sau. Còn những cái con mà sử dụng bằng túi giấy này thì các bác sẽ phải mất tiền mua. Nhưng mà ngược lại thì những cái con đựng rác bằng túi giấy hút nó sẽ khỏe hơn các bác nhé, hút nó sẽ khỏe hơn. Đây là một bịch 10 chiếc này, bên em bán giá là 200.000. Giá này thì các bác chắc chắn một điều sẽ không thể nào mua được đâu có đâu. Em bán giá là không có lãi các bác nhé, để hỗ trợ các bác đã mua hàng ở bên em thôi. Đó, cái này em cũng mua từ bên Nhật luôn nhé các bác nhé. Mua bên Nhật đây thực chất thì nó chỉ khoảng 130.000 hoặc 100 gần 130.000 một bịch 10 cái. Nhưng mà cái tiền vận chuyển về nhà nữa thì nó cũng lên đến gần 200.000 các bác nhé. Đây ạ, em giới thiệu này. Đấy, em lắp sẵn cái túi này. Cái Mitsubishi này đời 2014, công suất 1000W. Máy thì còn khá là đẹp các bác nhé. Mọi chức năng cả hai con máy đều chạy ok. Cả hai con đều sử dụng cái motor để nó kéo cái chổi lau nhà, chổi quét rác ở đây. Cái này nó gọi là chổi cào rác thôi các bác nhé, chứ nhà bẩn nó sẽ không lau được sạch đâu nhá. Nó chỉ hỗ trợ cào rác vào thôi. Còn kể cả những con mà nó không có cái chổi này này thì nó vẫn hút bình thường. Đấy, chỉ có điều là ví dụ như có những cái rác nó cầm cảnh nó to thì cái này nó hỗ trợ cho các bác, nó sẽ cào cái rác vào thì nó sẽ ngon hơn. Thế còn nhiều những con mà nó hỏng cái chức năng motor này rồi thì em tháo hoàn cái chổi ra này vẫn hút bình thường. Thì nó sẽ giống như những cái máy hút bụi của Việt Nam hoặc Trung Quốc. Đấy, đây là con Mitsu. Cả hai chiếc này thì đều giá 1.500.000. Con Mitsu này thì đi theo là em sẽ gửi cho các bác thêm một bịch 10 chiếc cộng với một chiếc trong máy là 11 chiếc. Đây là con sáp này. Con sáp thì còn rất là đẹp, là 2014. Con sáp này thì công suất là 850W các bác nhé. Đó, máy thì còn rất là đẹp. Đây, một đựng rác đây. Đổ rác đi thì các bác nhấc cái này ra để đi đổ rác. Rồi lâu ngày các bác tháo cái này ra các bác vệ sinh, các bác xịt. Xịt sạch cái này đi. Đó. Mỗi một thằng thì nó sẽ có một cái ưu điểm, nhược điểm riêng. Ông hộp này thì cái ưu điểm nó không phải tốn tiền về sau. Đấy, nhưng lâu ngày thì các bác cũng sẽ phải tháo ra, các bác xịt sạch cái bộ lọc. Cái thứ hai nữa là sẽ không thể nào hút khỏe bằng cái thằng kia được. Đây, em sẽ test cả hai con chức năng cho các bác xem. Rồi, cắm cả hai con. Cái con Mitsubishi được rác bằng túi giấy này thì bình thường các bác hút thì chắc chắn thì nó khoảng tầm độ, bác nào hút nhiều thì một tháng không tầm độ 2 lần đầy cái bịch rác ấy thôi. Còn nếu mà nhà nào mà hút ít, trong khi một tháng một lần thì các bác có thể nhấc hộp rác ra các bác đổ đi, các bác dùng nó cũng được. Đấy, các bác nhấc ra các bác ra bao rác các bác đổ đi. Túi nó khá là to coi nhá, các bác đổ rác ra. Túi mới tinh mà em mới lắp vào nhá. Còn nhà bác nào mà có điều kiện quá mà mình lười thay thì vứt đi luôn, thay túi mới vào thì chỉ mất 20.000 một cái thôi. Đây em test con sáp trước này, con sáp được ra một hộp này. Cả hai con chức năng đều như nhau, nút tắt này, bật này, đó, điều chỉnh tốc độ này, điều bật tắt chổi quét này, cả hai con đều như nhau. Đây nhá. Con Mitsu này. Đó, thấy không ạ? Con Mitsu nó chạy khỏe hơn rất là nhiều nhé. Ví dụ như ở nhà các bác mà hút ô tô thì các bác tháo cái khớp này ra, các bác dùng cái này cho em, các bác hút. Đấy, nếu mà hút ở những cái chỗ mà ngóc ngách cao thì các bác lại tháo cái khớp này ra, con nào cũng tháo được hết. Cái này rút dài được một tí này. Đấy thì các bác hút, các bác với ở trên cao chẳng hạn, ví dụ hút bằng nhẹ. Còn muốn hút ở nền nhà thì sử dụng cái này. Đấy. Motor để nó cào rác vào này. Đó. Dây nguồn thì con nào cũng đều rút dài 5 mét các bác nhá. Thì các bác lưu ý cho em là cắm điện 100V hết các bác nhá. Cả hai, tất cả mọi cái đồ điện của hàng Nhật nội địa là cắm điện 100V, trừ những cái loại mà công suất nó bé
nó sử dụng các cái cục nguồn như kiểu adapter, như kiểu cục sạc ấy, máy cạo râu, massage mắt chẳng hạn thì cắm được 220V. Còn những cái loại công suất lớn như nồi cơm, bình thủy, bệt vệ sinh, hút bụi, hút ẩm, lọc khí chẳng hạn thì các bác cắm được 100V các bác nhá. Lúc nào mà lấy chiếc nào thì alo em. Thank you các bác nha.